Hello, lại là anh Thịnh Bến Tre đây. Gửi lời chào đến bà con. Thì chiều hôm nay em sẽ lên sóng giới thiệu anh em một mẫu xe rất là to con, bự, màu vàng cát luôn. Đó, số tự động, máy dầu, hai cầu, có turbo luôn. Đó, chạy sướng nha. Giá cực kỳ rẻ luôn, bao dùng bao xài, xe ngay chủ, gầm cao, máy thoáng anh chị. Có bể bước, có xi nhan gương, có mâm đúc đẹp phay nè. Bốn mâm, bốn vỏ mới. Em này cái mâm rất là to, cái vỏ rất là bự luôn. Vỏ dày cui nha. Về sơn xi em đi một vòng cho anh em mình xem bên ngoài nè. Đó, sơn hầu như là thấy cũng còn khá là đẹp anh chị. Anh chị qua lựa, nếu mà chạy chỗ nào em sẽ sơn miễn phí cho chỗ đó nha. Và đặc biệt bên em bán hồi xưa giờ anh em biết rồi đó, có cho nợ, có bán thiếu, có giao lưu, có trao đổi ha anh chị ha. Đó, nợ xe này thì anh em mình đưa 300 triệu lấy xe về, đưa 300 lấy xe về ha anh chị ha. Để cho anh em mình xe này là 330 cành nha. Đó, rộng rãi, 7 chỗ ngồi, dễ xài, dễ chạy. Máy móc còn nguyên bản, nguyên con luôn anh chị nha. Sùng chỉ, keo chỉ là nguyên zin luôn anh chị. Ốc cabo sao là chưa có giống ở luôn à. Ốc cabo sao chưa có giống ở luôn. Trần thì rin theo xe, dàn ghế thì còn rất là mới, 7 chỗ ngồi, mái thoáng rộng rãi. Đó, anh em về đi thôi. Đó, form dáng đẹp anh chị ha. Đó, cảm biến gear đầy đủ nè. Đó, mâm vỏ, bốn cái vỏ còn rất là mới, 4 tháng đẻ nha anh chị nha. Và được trang bị ABS luôn nha anh chị nha. Đó, bốn mâm, bốn cái vỏ rất là đẹp. Sơn xi còn mới tinh nè. Túp lô, túp ly đã đẹp luôn. Anh em về đi thôi, vì đây là dòng xe gia đình, không taxi và không có dịch vụ anh chị nha. Em bao dùng với anh chị mình luôn nha. Đó, 7 chỗ gầm cao, mái thoáng, đăng kiểm còn tới 4-5 tháng nữa mà hết kiểm. Số là số tự động nè anh em không? Đó, số tự động nè, màn Android nè. Đó, vô lăng cực kỳ đẹp luôn nè, anh em không? Rất ư là chất lượng luôn nè. Nhưng mà sao tài quay tay sẽ quên dữ vậy? Bán ế quá anh em ơi, tiền bán ế rồi, chiều giờ không biết ăn gì đây. Sáng giờ ăn cơm với bà ấy, cái rau sống không à. Cho nên nhân viên tay chân rung hết trơn rồi, anh em mua ủng hộ này, đừng có tiền mua cơm thịt cá ăn chứ. Cụm đèn rất là đẹp nè. Rồi vô nổ máy cho anh em mình nghe tiếng máy nha. Máy dầu chạy rất là khỏe anh em, lợi xăng lợi dầu. Đó, xe sùng chỉ nguyên bản nguyên zin luôn anh chị. Cái đèn nó rất là đẹp nha, mở lên cái có đèn bilet phía dưới liền. Giá cực kỳ hợp lý anh em ha, đang giảm giá cho anh em mình nữa. Đó, máy dầu thì anh em biết rồi đó. Vô đây nè anh em, nguyên cái dàn hút gió nè, được turbo nè, nguyên cái dàn turbo nữa nè. Đó, đã không, chạy cực kỳ sướng nha. Máy dầu đặc biệt anh em mở lên nó sẽ có một cái khói mà xe này mở không có luôn. Thường cái máy dầu anh em mình mở ra nó sẽ có một cái khói màu đen, đó là cái dầu lên, nhưng mà xe này không có luôn. Ghê chưa, xe này bán với anh chị mình là bao máy số ngon, chạy sướng, giá rẻ, sùng chỉ nguyên zin, bao dùng bao xài, nỉ cách nhiệt zin, keo chỉ zin luôn. Đó, xương đầu zin, không cấn đụng, không đâm qua gì luôn anh chị. Cabo sùng chỉ zin, nói chung là bốn hai cabo trước, bốn cái cửa đầu đích là riêng nguyên bản, không cấn đụng, không đâm va. Đó, về đi thôi, xe này về đảm bảo anh chị mình luôn, đi không tốn 1.000. Nếu em mình muốn ngon thì về kiểm tra mấy cái gầm, mấy cái phuộc tí xíu đó thôi. Đó, nói chung thì hiện tại thì em thấy nó chuẩn rồi, gầm cao, máy thoáng, giá quá rẻ hợp lý, 330 triệu, có cho nợ, có bán thiếu. Anh em nào quan tâm cái mẫu này thì nhắc máy alo anh Thịnh mình là 0866 678 971 và 0834 333 3371 ha. Còn anh em nào mà chưa đăng ký thì vui lòng một lúc đăng ký kênh để mình xem và được trải nghiệm và được thấy được những cái mẫu xe mới về của từ bên em, để anh em mình lựa chọn cho nó hiệu quả. Đó, còn anh em nào mà có xe bán thì nhắc máy alo anh Thịnh mình qua số là 0564717171, em Thịnh sẽ mua xe tới nhà và có hoa hồng cho anh em giới thiệu nha. Em cảm ơn nhiều nha.